Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ phụ tùng có thể chở tải đến 1 tấn. Với cây cầu thì có thể chịu tải đến 1 tấn rưỡi. Bộ này thì có điểm nhấn đặc biệt đấy là sử dụng một cái bộ cầu liền loại lớn. Sức chịu tải của cái cây cầu này là 1 tấn rưỡi. Còn tổng thể bộ phụ tùng này thì trong vòng 1 tấn là sử dụng được. Nó khỏe hơn cái bộ trước kia mình giới thiệu 5 triệu. Thì bộ này có một số cái cấu hình cao hơn, nâng cấp lên nhíp 6 lá, bánh 400/12, cầu bọc liền, tăng bua lớn. Sau đây mình sẽ đi chi tiết cho các bạn coi cụ thể hơn. Về phần nhíp thì vẫn như một số các cái bộ trước đã đăng thôi. Thì các cái phần phụ kiện của nó thì vẫn thế. Có một số cái phụ kiện nhíp ấy thì có cho các bạn thêm quyền lựa chọn. Một số bạn thì kêu cái mặt bích này nó không dày bằng cái mặt bích đen này. Thì bên mình có trang bị cả hai để cho các bạn lựa chọn. Nhưng theo mình đánh giá thì cái mặt bích vàng này nó rất là đẹp. Bởi vì nó còn dập cả cái G tăng cường này. Và thứ hai nữa là nhìn nó đẹp. Nó độ bền nó cao hơn, nó ít bị han gỉ. Gió nó đã được mạ. Đấy. Nhíp thì vẫn là nhíp 6 lá dài 70. Chiều dày mỗi một lá nhíp của nó là 6,5 mm, 6,5 đến 7 mm một lá, chiều dày và bản rộng 5 cm. Đây là các cái phần u đỡ, phần mõ. Đây cái phần mõ nhíp này là phần mõ động đằng sau. Đấy, cái này thì đồ phụ kiện nhíp thì rất là chuẩn rồi, các bạn khỏi lo, rất là yên tâm. Đây, cái loại là đu nhíp này, ốc 12 này, rất là to. Ốc 12 đấy các bạn nhé. Đó. Cầu thì vẫn trang bị số phụ. Số phụ được nắp như thế này. Đấy. Số lùi. Hai trục các đăng và hai khớp trượt. Đây là bộ bàn số và dây số phụ này. Đây là bánh xe 450/12. Đấy. Đây, bánh có tải trọng là 412 kg trên một bánh. Tải trọng mắc đấy nhưng mà các bạn có thể chở dư lên một chút cũng không vấn đề gì cả. Tất nhiên thì nếu mà tải trọng thường xuyên 1 tấn hoặc là hơn 1 tấn thì các bạn nên nâng cấp lên cái loại bánh 500/12, hàng cao cấp ấy. Cái loại 12 bố, cái loại này là loại 8 bố nhé. Bạn nâng cấp lên cái loại 12 bố thì rất là ok. Thì không vấn đề gì, còn cái loại này các bạn chở thi thoảng 1 tấn thì không vấn đề gì cả. Đây là phần phụ kiện phanh. Phụ kiện phanh thì mình cũng có trang bị cho các bạn hai loại. Một là những cái tay phanh dập sẵn của nhà sản xuất đây. Nó sử dụng cái trục trung gian là trục 21. Còn tiếp theo là đến cái phần phụ kiện là dành trục 27. Thì mình trang bị 10 chiếc. Nếu như các bạn lấy một trong hai loại này, các bạn lấy 10 cái này hoặc các bạn lấy cái bộ phụ tùng này đều được một trong hai bộ đấy. Đũa phanh thì dài 70 đến 80 cm. Giới thiệu về cái cầu này thì các bạn cho các bạn xem về cái độ chất của nó. Đây. Cầu thì vẫn có tỷ số truyền là 1337 giống cái cầu nhỏ. Tuy nhiên thì nó có một số cái điểm nhấn khác đấy là cái mặt là tâm bua của nó đây. Tâm bua của nó là 220 các bạn nhé. Đấy. Đây. Đây này. Tâm bua của nó là 200 này. Đấy.
Tambua này có má phanh là lòng trong của Tambua là má phanh 220, rất là to. Ăn so với cái loại bộ 5 triệu thì của nó là 180, thì thằng này trang bị hẳn Tambua 220. Về chiều dài các cái cây cầu hiện tại thì bên em đang có các cỡ từ 80, 90, 1 m, 1 m 1, 1 m 2. Đấy, rất là có nhiều cỡ. Thì tùy từng thời điểm thì có loại còn hết hàng thì các bạn liên hệ trước khi mua để hỏi thêm. Đây là cái thông số cầu nó ghi đằng sau đây. Tỷ số truyền 13 trên 37. Đấy. Đây là phần gối cầu. Hàng thì rất là chuẩn rồi, các bạn yên tâm. Video thì đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mọi thắc mắc về giá thành sản phẩm xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Đấy, như mình đã giới thiệu qua rồi thì các bạn có thể nâng cấp lên để phù hợp với cái bộ 1,5 tấn. Để các bạn có thể chở hàng được 1,5 tấn thì mình có một gợi ý là các bạn nâng cái số lùi kèm số phụ lên là 1 tầng. Tiếp theo là các bạn là nâng cấp cái bánh xe từ 450 lên 500 trừ 12, cái loại 2 bố, loại 12 bố hoặc là 14 bố. Đấy, nếu như các bạn có ý định chở 1,5 tấn thì các bạn có thể nâng cấp hai cái mục đó là có thể chở được. Thứ hai nữa là nâng cấp nhíp lên, nhíp thì các bạn có thể dùng nhíp này, hoặc các bạn là mua thêm giảm xóc thì các bạn lắp thêm vào thì vẫn có thể sử dụng được. Đấy, đây là video trọn bộ. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những thông báo mới khi em đăng video lên. Sẽ nhận được thông báo luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thêm một cái thông số về bánh xe nữa. Thì cái bánh 450 trừ 12 này thì có đường kính là 53 cm và bản rộng là 11 cm. Đấy, tải trọng là 412 kg trên một bánh. Đấy là thông số như thế.